Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon suk yeol ngày 10 tháng 4 đã công bố danh sách ứng cử viên nội các đầu tiên. Theo đó, Tổng thống đắc cử tiến cử nghị sĩ Chu kyong ho thuộc Đảng Sức mạnh Quốc dân, từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Tài chính và Chánh văn phòng điều phối nhà nước, làm Phó Thủ tướng phụ trách Kinh tế, kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính. Giải thích về vị tiến cử ông Chu, Tổng thống đắc cử Yoon cho biết, nghị sĩ Chu dày dạng kinh nghiệm ở cả lĩnh vực chuyên môn lẫn năng lực chính trị. Nhiều kinh nghiệm về kinh tế khi đương nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Tài chính, ông Chu cũng được đánh giá cao về năng lực lập kế hoạch và điều phối các vấn đề của quốc gia. Ông Yun hy vọng ứng cử viên Chu sẽ giúp xây dựng nền kinh tế Hàn Quốc có bước nhảy vọt, trở thành cầu nối trao đổi giữa chính phủ và quốc hội một cách thuận lợi. Ngoài ra, Tổng thống đắc cử Yun chỉ định cựu tỉnh trưởng Jeju Won Hee Dung, người đi đầu trong việc chỉ ra nghi ngờ về quá trình phát triển phường Tê thành phố Song Nam tỉnh Gyeonggi, trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua, giới chức Bộ trưởng Địa Chính và Giao thông. Tổng thống đắc cử Yun cho biết, ông Won là người hiểu biết sâu rộng về chính sách bất động sản, một lĩnh vực dân sinh trọng tâm, cần được khôi phục lại sự công bằng. Thay vì xóa bỏ bộ phụ nữ và gia đình như cam kết tranh cử, Ông Yun đã bổ nhiệm giáo sư khoa kinh tế thuộc Đại học Sung Kim Hyun Suk giữ chức bộ trưởng bộ này. Ông Yun cũng chỉ định giáo sư Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc, kim cựu giám đốc không điều hành cho ba doanh nghiệp, trong đó có SK Hynix y Chang Yang, giữ chức bộ trưởng công nghiệp, thương mại và tài nguyên. Cựu phó chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Yi Chung Sok làm bộ trưởng quốc phòng, cựu tổng biên tập của nhật báo trung an bắc bô kyun được đề cử cho vị trí bộ trưởng văn hóa thể thao và du lịch